Vào thời Đức Phật, xã hội Ấn Độ chia ra làm nhiều giai cấp. Nhưng Đức Thế Tôn, Ngài đã không chấp nhận chế độ nhiều giai cấp này. Ngài từng dạy, không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặn. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh và đều có khả năng thành Phật. Vì vậy mong rằng mỗi người trong chúng ta hãy cố gắng thực hiện những lời của Đức Phật để thiết lập nên một xã hội công bằng, an lạc và hạnh phúc. Câu chuyện Phật điển, chuyện xuất gia của Ưu Pali. Sau 7 năm trời xa cách, một hôm Đức Phật trở về thành Kati-la-vệ để thăm quê nhà, và dẫn theo rất nhiều vị đệ tử. Năm đó Đức Phật được 36 tuổi. Toàn dân trong thành, sau khi nghe tin Đức Phật trở về quê hương, từ cung điện, thành thị đến nông thôn, mọi người đều đổ xô ra chào đón. Chuyện của Thế Tôn không có gì mà ta không có biết. Thế Tôn vốn là hoàng tử của nước này, quốc vương Ngài là vua Tịnh Phạn. Ngài kết hôn với công chúa Gia Du Đà La xinh đẹp và hạ sinh hoàng tử La Hầu La. Họ sống với nhau thật hạnh phúc, nhưng mà cách đây 7 năm không biết vì lý do gì, nói tóm lại là câu chuyện hết sức là phức tạp. Úi da, trời ơi, đau quá. Hãy cẩn thận chứ, Upali à. Thật là đáng ghét, Upali phải cẩn thận chứ. Trời ơi. Dạ, xin lỗi ngài. Người bị la mắng đó là thợ hớt tóc Upali. Tuy tuổi tác còn nhỏ, nhưng do tay nghề khá nên có rất nhiều vị khách trong cung điện và kinh thành tìm đến. Cho con hỏi, vị ấy sau đó thế nào ạ? Hả? Cách đây 7 năm rồi, Ngài là một hoàng tử, đột nhiên bỏ ngôi vị mà xuất gia. Ngài đi đến một nước xa xôi tận phương Nam, sau đó đã không ngừng khổ hạnh 6 năm trời trong núi sâu rừng già. Và cuối cùng thì cũng đã có kết quả rồi, Ngài đã được đắc đạo rồi, con hiểu ta nói gì không? Đắc đạo? Đắc đạo là gì vậy? Đó là một bảo vật rất quý giá. Có bảo vật này rồi, ta nghĩ mọi phiền não trên cuộc đời này sẽ tiêu tan ngay thôi. Phiền não sẽ tiêu tan ngay thôi hả? Con người vì muốn chia hưởng bảo vật đó đã dành nhau để trở thành đệ tử của Thế Tôn. Hiện bây giờ đồ đệ của Ngài nghe nói đã hơn 1000 người rồi. Vậy thì bảo vật này có hình dạng như thế nào? Hãy nói cho cháu nghe đi. Hả? Cái gì? Ông nói chuyện gì ông cũng biết mà. Đúng vậy. Vậy nói cho cháu biết đi. Một bảo vật mà có thể chia cho cả 1000 người, thật ra nó có hình dạng như thế nào vậy? Dù sao đi nữa thì cũng có những điều ta cũng phải không biết chứ. Thôi đừng để ta mất mặt nữa có được không? Này thằng nhỏ, mày không được phép làm ông chủ ta mất mặt. Xin lỗi. Thế Tôn đến rồi kìa. Trời đất ơi, bộ đầu của ta. Ngươi thì ăn hại quá đi. Ngươi làm cái gì vậy? Bộ đầu quý giá của ta, mày đã làm gì vậy hả? Tên kia. Anh xin lỗi, anh bỏ qua cho cháu đi. Không thể bỏ qua như vậy được. Mau đánh nó 100 gậy cho ta nhanh lên. Cái thằng này. Dạ, tôi biết rồi. Ôi trời đất ơi, ta trở nên xấu xí như vậy rồi. Mày đừng có trách tao nghe. Tao sẽ đánh mày từ từ, như vậy mày sẽ đỡ đau hơn đó. Không được. Hả? Xin cứ đánh mau đi. Mau đi. Như vậy sẽ đau lắm đó. Mau đi, đánh mau đi. Bảo vật có thể làm tiêu tan mọi phiền não ngay. Mình cũng muốn được chia một ít. Nếu như không chia được, ít ra cũng phải xem cho biết chứ. Lạ thiệt. Thiệt ra không có bảo vật gì cả. Trên tay của Thế Tôn đang cầm, đó là cái bát dơ bẩn thôi mà. Nhưng mà khuôn mặt Ngài hiền từ biết bao, một dáng dấp tôn quý biết bao. Nếu được ở bên cạnh Ngài chỉ có 3 ngày thôi, thì mình chết cũng cam lòng.
trước cửa phía nam của cung điện. Bây giờ Tịnh Phạn Vương, đích thân ngài ngự trên chiếc kiệu vàng trên lưng voi chờ đợi. Các đại thần và cung nữ ăn mặc rất đẹp, xếp thành hàng dọc chào đón Phật trở về. Hả, thái tử à, phụ vương trông đợi con đã lâu rồi, con ốm đi nhiều lắm. Trong 7 năm qua chắc con đã chịu không ít cực khổ. 7 năm qua đã làm phụ vương phải lo lắng bận tâm, con cảm thấy mình thật có lỗi. Thôi đừng nói nữa, con hãy vào trong nghỉ ngơi trước đã, và các đệ tử của con cũng vào luôn đi, nhanh lên con. Ubali, hôm nay ngươi không cần phải tới đây cắt tóc. Vâng, xin ngài hãy cho tôi vô đi, tôi muốn nghe Thế Tôn thuyết pháp, có được không vậy? Cái gì, mày nằm mơ hay sao? Mau cút về nhà đi, sao không thử xem lại mình thân phận là gì chứ. Ubali khi nghe đến câu nói này không đáp lại được câu nào cả, lòng tự nghĩ thân phận mình là thợ hớt tóc. Vào thời ấy chỉ thuộc giai cấp Thủ Đà La, một giai cấp nô lệ. Ở Ấn Độ vào thời đó, đại loại đã phân ra làm 4 giai cấp. Giai cấp thứ nhất là Bà La Môn, chính là người tế tự thờ phụng các thần linh. Giai cấp thứ hai là Sắc Đế Lợi, là giai cấp vua chúa trong hoàng tộc. Tiếp theo là Tệ Xá, tức là những thường gia. Và giai cấp thấp nhất là Thủ Đà La, chính là giai cấp nô lệ. Giai cấp này phải phục dịch cho 3 giai cấp trên. Và tiếp theo sau còn có một số người bị coi không phải là người, không được xem là những người cùng loại. Họ cho rằng con người khi sinh ra, tự họ không được quyết định thuộc loại giai cấp nào, và việc thay đổi giai cấp của chính mình là việc không được cho phép. Đương nhiên thân phận của mình như vậy dĩ nhiên là không có tư cách để nghe Thế Tôn thuyết pháp rồi. Nhưng mà mình cũng rất muốn nghe. Hả? Là cái gì vậy? Ngon thiệt đó. Nhìn thấy rồi. Nếu lúc trước con không rời khỏi hoàng cung thì bây giờ con đã kế thừa ta và đã trở thành Chuyển Luân Vương rồi. Con hãy nói cho ta biết, con có điều gì bất mãn về cuộc sống trong cung điện không? Con không có gì bất mãn về cuộc sống trong cung điện cả. Ủa? Nên con mới lo sợ. Con nghĩ rằng tuổi trẻ, sức khỏe, thậm chí sinh mạng này rồi cũng sẽ có một ngày kết thúc. Đó là lẽ tất nhiên của kiếp người, vì muốn tìm sự bình yên chân thật. Không sợ già, không sợ bệnh và không sợ chết, nên con đã theo đuổi sự bình yên chân thật đó. Vì vậy con đã từ bỏ gia đình đi tìm chân lý. Lúc đầu con lần lượt tới viếng thăm các thiên nhân có đạo cao đức trọng, thỉnh cầu họ chỉ bảo, nhưng không gặp một vị minh sư nào có thể làm con vừa lòng cả. Vậy là con từ bỏ họ, vào rừng sâu để tu loại khổ hạnh. Trải qua 6 năm khổ hạnh, chỉ cảm thấy thân xác tâm hồn ngày càng suy yếu, không thành quả nào cả. Vậy là con đã bỏ loại tu khổ hạnh vô ích này, rời khỏi khu rừng và đến dòng sông Ni Liên Thiền để tắm gội, được một mục nữ cúng dường cho một bát sữa. Thế là con đã khôi phục lại thể lực. Sau đó con đã hạ quyết tâm ngồi dưới cây bồ đề lớn rồi tu tập thiền định. Cuối cùng con đã hiểu được đạo lý chân chính. Đạo? Cuối cùng cũng đã nói đến bảo vật này rồi. Con đã hiểu ra nỗi đau khổ của nhân loại đều do từ bản thân mà ra, bởi vì con người cứ cố chấp dục vọng của mình. Thì ra đó không phải là bảo vật. Con càng hiểu sâu hơn, chỉ cần buông bỏ dục vọng và cố chấp, giải thoát bản thân, như vậy chúng ta mới có thể có được sự bình yên vĩnh viễn trong tâm linh. Khoan đã, sự bình an của tâm linh, đây có lẽ là lời nói quý báu hơn báu vật nữa đó. Đúng, mình phải nghe cho rõ hơn thôi. Bên đó hình như có người. Trời ơi, thì ra là con chó thôi. Nè, không được tới nơi này, đi. Đi đi. Tạm biệt. Ủa, thằng bé này nó vào cung từ lúc nào vậy kìa?
Trong đại sảnh của cung điện, Thế Tôn đang muốn giới thiệu đệ tử của mình cho người trong thành biết. Nhưng mà phụ dương của ngài nói sao cũng không vui lòng, bởi vì ông ta còn để ý đến cách ăn mặc khó coi của thầy trò Thế Tôn. Đồ đệ của con, hình như ai cũng là người có cuộc sống cao thượng của giai cấp Bà La Môn hết. Nhưng mà nói ra thiệt ai nai, ai nấy xem ra cũng tiều tụy, còn có một chút dáng vẻ nhút nhát nữa. Ôi trời ơi, còn quần áo thì khó coi quá. Phụ Dương thấy hay là như vậy đi, con cứ để Phụ Dương tặng cho con một số quần áo mới. Ý tốt của Phụ Dương con rất hiểu. Như vậy Phụ Dương sẽ xây cho con một tỉnh xá trong rừng, như vậy con thấy có được không? Thưa Phụ Dương, con không cần những thứ đó đâu. Nhưng mà... Phải rồi Phụ Dương, sao con không thấy công chúa? Sau khi công chúa nghe tin con trở về rồi, công chúa rất là vui mừng. Cuối cùng thì hôm nay con đã trở về rồi. Nàng còn nói là bản thân bị chồng bỏ rơi, không còn mặt mũi nào để gặp ai, cho nên đã tự nhốt mình trong phòng. Phụ Dương nghĩ rằng con hãy mau đến gặp công chúa đi. Dạ con biết rồi. Mục Kiền La Thập, người thấy sao? Trong số người cao quý của tộc Thích Ca, chúng ta hãy chọn ra một số người giỏi làm đệ tử của thái tử và quay quần bên cạnh thái tử để làm nổi lên thanh thế của thái tử. Người thấy như vậy có được không? Đây là một ý kiến hay. Ngày mai thần sẽ cạo tóc để chuẩn bị hầu hạ Thế Tôn. Ngoài quốc vương ra, địa vị cao nhất của tộc Thích Ca chính là thần rồi, thưa bệ hạ. Ngươi cũng đồng ý à? Thần sẽ đi viếng thăm từng gia đình ngay và bảo mỗi nhà cử một người thanh niên đi xuất gia trở thành đệ tử của Thế Tôn. Quốc vương có thấy được không? Nói hay thật. Mục Kiền La Thập à, ta rất cảm kích ngươi. Hoàng hôn rọi vào cung điện xinh đẹp. Thế Tôn cùng vợ con là Gia Du Đà La và La Hầu La gặp lại sau 7 năm trời xa cách. Gia Du Đà La, 7 năm trước ta bỏ hoàng cung ra đi, rời xa nàng và La Hầu La. Không phải vì ta không thương hai người, tình yêu của ta đối với nàng không hề thay đổi, xin nàng hiểu cho. Bất kể khiến người ta đau lòng thế nào, tình yêu giữa nam nữ chỉ là một sự trói buộc, chỉ là mê hoặc, chỉ đem đến phiền não và bi thương, làm cho con người đắm chìm trong sinh tử. Điều ta cần tìm là chánh đạo. Chỉ có chánh đạo mới vĩnh cửu bất biến. Gia Du Đà La, nếu như có thể, xin nàng hãy bỏ đi sự trói buộc, cùng ta vì chánh đạo cao thượng quảng bá để mà sống. Nàng cảm thấy có hay không? Thế nào? Qua đây La Hầu La, con đã lớn khôn rồi. Đã đặng như vậy rồi. Nơi đây là ở ngoài cung điện. Upali đang ngủ trong nhà của mình. Những thống khổ của nhân loại đều do chính mình tạo ra, bởi vì khư khư giữ lấy dục vọng của mình. Chỉ cần tháo bỏ dục vọng và vật chất, giải thoát bản thân, chúng ta mới có thể có được sự bình an vĩnh viễn bất biến trong đời. Những lời thật là kỳ diệu á. Đúng rồi, trở thành đồ đệ của Thế Tôn á thì mới có thể mỗi ngày nghe được những lời nói này thôi. Sao không tự xem lại mình là thân phận gì chứ? Thân phận của tôi thấp như vậy, Thế Tôn không thể nào nhận tôi làm đệ tử. Tại sao tôi lại sinh ra với thân phận này chứ? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao vậy chứ? Sáng sớm hôm sau, Upali đã được trưởng lão Mục Kiền La Thập gọi tới và đã đem đồ nghề cắt tóc ra cửa.
U Ba Đi, sao trễ như vậy hả? Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Người hãy đi cắt tóc và râu của ta đi. Hả? À? Ngoại trừ ta ra, bọn họ cũng vậy thôi. Hả? À? Mọi người đều phải cạo hết hả? Đúng vậy, ai ai cũng phải cạo. Thật ra tại sao vậy chứ? Hôm nay ta phải cùng với họ đi làm đệ tử của Thế Tôn đó. Ngươi có biết điều đó hay không? Hả? Làm đệ tử của Thế Tôn hả? Đoàn người của Thế Tôn tối qua đã ngủ ở ngoài rừng ngoại ô, cho nên hôm nay chúng ta nhất định phải đi tới đó. Mau lên, nếu không trời tối đâu. Dạ. Mình không nằm mơ chứ? Mình nhất định sẽ thử xem. Chính là bây giờ đây. Muốn làm thì chính là bây giờ đây. À, tại sao khóc như vậy? Thấy chúng tôi rời khỏi, người đau lòng à? Đó cũng là một trong những nguyên do mọi người đều xuất gia đều bỏ đi. Ngày mai tôi dựa vào cái gì để sinh sống đây? Nghĩ tới điều này tôi đau lòng. Nói cũng đúng mà. Các người ngay đây, đem hết đồ vật trên người để lại cho nó. Sau khi xuất gia, những thứ này đều không có nghĩa lý gì với chúng ta nữa. Ngươi hãy lấy hết đi, U Ba Li. Có như vậy, nhất định sinh hoạt của ngươi sẽ không có vấn đề gì hết. Rồi tại sao ngươi lại khóc? Lần này ha, hắn biến thành người giàu có rồi cho nên khóc. Không phải vậy đâu. Lấy đi những thứ này cũng giống như là tôi đã nhặt lên những dục vọng và cố chấp mà các người đã bỏ lại. Những phiền não và đau khổ của tôi ngược lại lại càng tăng thêm. Thật như vậy sao, Nan Đề? Thật ra ngươi muốn làm cái gì đây? Dân xin các người, dù phải làm một dịch cũng được, xin hãy cho tôi đi chung đi. Sau này tôi sẽ tìm cơ hội xin với Thế Tôn nhận tôi làm đệ tử, có được hay không vậy? Tôi dân xin các người đó. Ngươi muốn làm đệ tử của Thế Tôn mà, dựa vào ngươi sao? Một Kiền La Thập trưởng lão. Ngươi nói bậy cái gì? Không chịu nhìn rõ thân phận của mình là gì? Những người đi theo đều là anh tài gia thế tốt lành của tộc Thích Ca đó. Mục đích là để khuếch trương danh tiếng của tôn sư. Nếu như chen vào một tên nô lệ, ngươi nghĩ thử coi. Chỉ vì một con chuột nhỏ phá hỏng cả nồi cơm. Quãng đường, chúng ta xuất phát. Ngươi hãy đem hết tứ trang này mau trở về nhà đi. Quả nhiên là không xong rồi. Một người có thân phận giống như tôi, không lẽ vĩnh viễn không thể cứu vãn sao? Không được, không thể bỏ trôi xong như vậy được. Tôi vẫn còn chiêu cuối cùng. Tại sao tôi không đi cầu xin trực tiếp với Thế Tôn chứ? Ngươi là? Con là thợ cắt tóc U Ba Li. Con là người của Ca Tỳ La Dạy Thành. Thế Tôn à, con muốn thỉnh giáo một vấn đề. Một kẻ đề tiện giống như con, thật ra không thể trở thành đệ tử của ngài hay sao vậy, Thế Tôn? Ngươi muốn xuất gia sao? Dạ phải. Con muốn theo ngài để học hỏi phương pháp có thể rời khỏi đau khổ và phiền não. Có thể nói cho con biết hay không vậy? Nhưng mà thân phận của con chỉ là thủ đà la nô lệ nè. Nếu như không thể trở thành đệ tử thì tạp dịch làm người hầu cũng được mà, Thế Tôn. Thế Tôn ơi,
Ubali à? Dạ. Nước có thể làm bớt khát, như vậy có người uống nước vào sẽ bớt khát. Vậy có người nào khác uống vào lại không bớt khát hay không chứ? Đây là... Lúc mà ngọn lửa soi sáng trong bóng đêm, có việc một bên thì sáng, một bên thì sậm tối hay không? Không có. Thuyết pháp mà ta nói cũng giống như nước và ngọn lửa, đó là không có lấy được một thân phận để tuyển chọn đối tượng đâu. Nói như vậy, Ubali à, bắt đầu từ bây giờ con đã trở thành đệ tử của ta. Hả? Tạ ơn ngài. Ta đưa cho con cái áo cà sa đã được quy định, vĩnh viễn đừng quên tấm lòng nhiệt thành này nha. Hãy học hỏi cho thật tốt, khích lệ bản thân. Hả? Thái tử à, tôi đã chiếu theo ước định đem nhiều thanh niên trẻ tới. Ngài có coi nè, lần này thanh danh của ngài nhất định sẽ khuếch đại không ít. Ở chỗ quan vợ này thật là không có được tốt. Tôi lập tức biểu mọi người chặt cây để xây tịnh xá. Một kiền la thập ngài gọi tôi à? Bây giờ tôi cũng là đệ tử của ngài, ngài lại trực tiếp gọi tên, có gì không đúng? Áo quần các ông mà, với những người học Phật pháp mà nói đã quá xa qua, xin đổi lại những bộ quần áo đã có bên đây. Hả? Ở những bộ này à? Nè, người không thể cho ta bộ đồ nào tốt hơn vậy hay sao? Tôi cũng vậy à, Trong lúc này, trong lòng Thế Tôn suy nghĩ, những đệ tử mới nhập môn đã quá kiêu ngạo, cho nên quyết định mượn Upali để làm cho những công tử của tộc Thích Ca bỏ đi cái lòng kiêu ngạo của mình. Này các đệ tử, bây giờ phải tiến hành nghi thức nhập môn. Các ông hãy chiếu theo thứ tự để tới đảnh lễ với các sư huynh. Hả? Đừng nói người là Ubali nha. Sao người ở đây vậy? Hả? Ubali trở thành đệ tử của ta sớm hơn các ông. Nhưng hắn là Thủ Đà La đệ tiện, còn tôi là trưởng lão tộc Thích Ca, tại sao lại cúi đầu dưới cái thứ đồ này? Làm gì có lẽ này chứ? Cúi đầu còn chưa có đủ, nhất định phải giống như khi nãy với những người khác quỳ xuống hành lễ. Không bao giờ, dù là giết tôi cũng không chịu đâu. Tại sao vậy? Sự khác biệt của thân phận, tôn quý và đê tiện đều là do những người cao ngạo các ông tạo ra thôi. Vạn vật do duyên mà tới, vì duyên mà diệt. Vạn vật do duyên mà tới, vì duyên mà diệt. Làm gì có sự sai biệt? Người không phải do sanh ra mà tôn quý, cũng không phải do sanh ra mà đê tiện, mà là do hành vi mà tôn quý, vì hành vi mà đê tiện. Ông hãy cúi đầu hành lễ với Ubali đi. Nhưng hắn là đô lệ mà. Đô lệ không phải là người sao? Tôi bây giờ không phải là các ông đang làm đô lệ cho kiêu ngạo và phiền não hay sao? Hả? Nói như vậy cũng có chút đạo lý. Nhưng mà chỉ có hắn, chỉ có Ubali. Nếu như không có ngươi, ta không phải bị mất mặt ở đây đâu. Ngươi đúng vậy, đúng như vậy đó. Thiệt là lỗi của Ubali mà. Đều là lỗi của Ubali mà. Lỗi của Ubali. Đủ rồi Thế Tôn, quả nhiên con không thể ở lại nơi này được. Con đi đây. Ubali. Ubali, con không hề sai. Có sai là người của tộc Thích Ca. Sai ở trong cái tâm ngạo mạn của các ông. Đã biết rõ là lỗi của mình, các ông vẫn không cách gì thay đổi hành vi. Đây chính là cái tâm cao ngạo. Và cái tâm cao ngạo này lại chính là căn nguyên đã nảy sinh ra những sự khác biệt như vậy. Hơn nữa cái tâm cao ngạo này cũng đang dày dò các ông, làm phiền não các ông. Vậy người của tộc Thích Ca, bây giờ hãy lập tức quăng bỏ đi cái tâm cao ngạo, hành lễ với Ubali đi.
Nói như vậy nảy sinh sự phẫn nộ và đau khổ của tôi không phải do Ubali tạo thành, mà do cái tâm cao ngạo của tôi mà tạo thành. Đây không phải là pháp do ta nói, mà là vạn vật đều nói, cách thuyết pháp tôn quý nhất. Thì ra là vậy. Nếu như tôi có thể dứt bỏ được cái tâm cao ngạo thì thống khổ và phiền não sẽ lập tức tiêu trừ rồi. Thì ra là như vậy. Thế Tôn, Thế Tôn. Thế Tôn, người giúp ta tiêu trừ cái tâm kiêu ngạo, ta cảm ơn người, ta cảm ơn người, thiệt là cảm ơn người nhiều lắm, cảm ơn người. Trong lúc này, đất đai, núi rừng, sông hồ đều đã chuyển động vì cảm động. Trên trời vọng xuống những tiếng hát không ngừng. Sau này Upali nỗ lực tu hành đã trở thành một trong 10 đệ tử của Phật Thích Ca. Ông ta rất tuân thủ giới luật, được xưng là đệ nhất cầm giới. Ngoài ra, ở trong tộc Thích Ca cũng xuất hiện những người như A Nan, Nan Đà, La Hầu La, là những đệ tử thật tài giỏi.